Xin chào toàn thể quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nhá. Đây, ngày hôm nay là vẫn rất vui mừng, đây, một cái lô hàng mới, cũng là lô đầu tiên của năm mới của cái bát 2 tầng côn 100 này. Nó sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, nóng lòng, sốt ruột lắm lắm luôn đấy các bạn. Tại vì các bác đi làm lo đài sự kiện nó rất là mong chờ cái sản phẩm này. Thì cuối cùng ngày hôm nay thì bên em đã về được cái lô hàng đầu tiên rồi. Đây mấy chục đôi, 40 đôi 40 và 20 đôi 30 nhá. Đây này, 2 tầng côn 100. Đấy, các bác mà theo dõi clip của DVH lâu rồi thì chắc chắn không lạ lẫm gì cái dòng bát này nữa rồi. 2 tầng côn 100. Đấy, con này đặt úp đây nó dính ngay này. Loa mới nên là cái keo này nó rất là dính nhá. Đấy, 2 tầng côn 100. Cái này lần trước DVH thì đã bung mỗi loại một con ra để cho các bác xem cái côn của nó rồi ấy. Thì các bác nào mà chưa biết cái côn của con này nó như nào, chưa biết cái loại 2 tầng côn nó như nào thì xem lại clip cũ của em nhá. Đấy, con này thì nó rất là khủng khiếp. Rất là khủng khiếp luôn. Đấy. Nhìn cái màng này, màng phủ keo bóng chống nước và nó rất là cứng nhá, màng nó cứng, nó căng lắm. Loại này công suất nó lớn mà, 2 tầng côn 100 mà, công suất nó lớn khủng khiếp luôn. Nhìn cái nhẹ này. Đấy, màng pha chi chít sợi thủy tinh nhá. Và cổ nó đổ cái keo sữa rất là đẹp. Đấy, các cái khe thoan nhiệt này, khe thoan nhiệt ở chân nhện này. Rất là đẹp, rất là khủng khiếp luôn. Nói chung là con này thì công suất nó quá ngầu luôn. Đấy, các bác nào mà đang chơi những cái dòng loa full và những cái dòng loa từ thường bê nặng mà tiếng nó không được sáng, nó không được đi xa thì chuyển sang cái dòng này rất là ok, vừa nhẹ mà vừa hiệu quả các bạn. Vừa nhẹ nhàng vừa hiệu quả cao, tiếng rất là mạnh, công suất lớn, đỉnh điểm 2000W một chiếc luôn. Nhưng mà chúng ta không ai dã đủ 2000 cả, cứ quánh liên tục tầm 1000W thôi, không bao giờ lo chết loa các bác nhé. 2 tầng côn. Các bác nhìn này, bát 30 mà côn 100 nhìn nó khủng khiếp như này cơ mà. Nhìn cái cổ côn này, màng nó rất là dốc, màng nó sâu cực kỳ luôn. Đấy, các bác nhìn này cái màng này. Màng loa càng sâu tiếng đi càng xa nhá. Màng rất là dốc, 2 tầng côn. Kinh khủng khiếp luôn. Đấy, hàng về rất là nhiều. Đấy các bác, thời gian vừa qua mà đặt hàng DVH thì chủ động liên lạc lại nhá, thì bên em sẽ gửi hàng cho các bác. Đấy, hoặc là các bác đặt những cái cặp Line Array. Đấy, những cái dòng bát này thì tiếng quánh rất là khỏe, đi xa quánh gần như là không bao giờ lo chết bát luôn. Rất là đẹp. Đấy, đẹp như những đóa hoa này luôn. Ngoài lề một tí, nhà có cây hoa giấy đẹp quá các bác. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Những cái dòng loa full chơi cái bát này đập mạnh kinh khủng, tiếng sáng sạch đi xa. Đấy, hôm nay hàng về rất là nhiều, nguyên một xe này, xếp lên đây này, nguyên một xe này luôn, rất là nhiều. Đấy, các bác tha hồ lựa chọn. Đấy, các bác ở gần ở xa có nhu cầu thì vui lòng nhấc máy và lôi trực tiếp cho DVH. Đấy, nguyên đai nguyên kiện như này từ bên nhà máy nó gửi về các bác nhé. Đây này, nguyên đai nguyên kiện như này luôn ở bên nhà máy gửi về. Đấy, các bác có nhu cầu thì vui lòng nhấc máy và lôi cho DVH. Đấy, nhanh tay vào chứ không em lại bán hết bây giờ. Nói chung là đợt này các bác làm loa đài đám cưới cũng có những cái tín hiệu rất là tích cực, rất là mừng rồi. Tại vì giờ đám cưới nhiều, các đôi uyên ương vừa rồi vướng dịch không cưới được. Tầm này cưới rất là nhiều và các cái chương trình, các cái lễ hội thì nó đã mở cửa trở lại rất là nhiều. Các bác nhiều việc nên là cái nhu cầu loa đài nó cũng tăng cao rất là nhiều. Các bác nâng cấp thiết bị, nâng cấp dàn máy, nâng cấp loa thì có nhu cầu vui lòng nhấc máy và lôi trực tiếp cho DVH nhé. Thì em sẽ hỗ trợ các bác nhiệt tình luôn. Ok, clip này thì em chỉ làm ngắn gọn vậy thôi để thông báo cho các bác biết là có hàng về. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến trong những clip sau ạ.